là thời điểm sắp sang xuân, nhưng khu vườn vẫn bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Dù vậy, lũ chim không lo thiếu ăn vì đã có người làm vườn lo cho chúng. Chú chồn này phải loay hoay một lúc mới kiếm được thức ăn. Chuột sóc là loài vật dễ tính nhất trong tất cả các loài vật ngủ đông. Xuân đến, cây cối thay nhau rũ lớp áo tuyết trên mình để lộ ra những mầm non mới nhú. Sự đơn điệu của mùa đông nhường chỗ cho những mảng màu rực rỡ của mùa xuân. Khi hoa anh thảo và hoa violet tô điểm mặt đất bằng những màu sắc rực rỡ, thì cuộc sống dưới lòng đất cũng bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Một chú nhím tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Con nhím này làm tổ trong một khu vườn tuyệt đẹp. Khu vườn thuộc thành phố Make-up Bay nổi tiếng. Nhiều phần của khu vườn được thiết kế vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Hoa đuôi sóc là món ưa thích của nhiều loài côn trùng, đặc biệt là ong. Khi ong thợ về tổ, giỏ phấn của chúng luôn đầy ắp phấn hoa. Những bông hoa dương liễu mới nở đang thu hút rất nhiều loài bướm đến hút mật. Hoa vị kim đất ẩm cũng nổi tiếng không kém hoa đuôi sóc. Loài hoa này ưa đất ẩm và mọc tập trung ở bờ ao, bờ suối. Loài anh thảo hoa vàng hay còn gọi là chìa khóa thiên đường lại ưa đất ẩm. Khóm hoa bên bờ sông kia là một ngoại lệ. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng nơi đây vẫn tràn đầy sức sống. Loài ếch thường ngủ đông đến gần hết tháng 2, sau đó chúng ghép đôi và sinh sản. Thường đẻ trứng thành từng chùm. Các chùm trứng ếch này sau đó sẽ nổi lên mặt nước. Những con ếch khác sử dụng các chùm trứng này làm tấm đệm. Một chùm trứng có thể chứa đến vài nghìn quả trứng, từ đó nở ra nòng nọc. Nhưng chỉ một số ít trưởng thành vì nòng nọc rất dễ trở thành mục tiêu săn mồi. Nhiều tuần sau, cái ao trở thành nơi ghép đôi của loài cóc. Cóc đực thường nhỏ hơn cóc cái. Khi chọn được một con cái ưng ý, con đực bám chặt lấy nó không rời. Không giống ếch, loài cóc đẻ trứng thành những dải dài. Rất nhiều cặp cóc đẻ trứng cùng một lúc. Thật khó để không bị quấy rầy trong những lúc hỗn loạn như thế này. Một con đực chưa có bạn đời đang quấy rầy một cặp đôi khác.
Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của mùa xuân đã phủ khắp khu vườn một màu xanh tươi mới. Quả chín đầy cây như những bó hoa rực rỡ. Cây mơ và cây anh đào tô điểm cho khu vườn bằng vẻ đẹp duyên dáng riêng có. Các cây mọc sát mặt đất cũng không chịu kém cảnh. Con bọ này đã tìm được nơi sinh sống lý tưởng cho mình. Chúng thường được tìm thấy ở gần mặt đất trong các khu vườn hoang. Loài bọ không cánh này thường sống nhờ vào cây khô, nhưng vào mùa xuân thì chúng lại ăn lá tươi. Loài bọ này chỉ dài 3 cm, nhưng chúng là những khách hàng khó tính. Khi bị đe dọa, chúng tiết ra nọc độc từ các khớp chân. Cho đến nay, có khoảng 230 loại hoa mộc lan đã được ghi nhận. Loài hoa độc đáo này không phải là loài bản địa ở châu Âu mà đến từ Đông Á. Thật khó tưởng tượng mùa xuân mà thiếu hoa tulip. Ngày nay, loài hoa này mang đủ loại hình dáng và màu sắc. Vào thế kỷ 17 ở Hà Lan, hoa tulip được săn lùng như là vàng vậy. Hoa tulip tô điểm cho nhiều khu vườn vào thời kỳ Baroque. Một ví dụ điển hình là khu vườn thuộc cung điện Hof bên bờ sông Morava. Những khoảng vườn hình vuông độc chiếm lâu đài thời phục hưng Salzburg. Vậy mà thiên nhiên vẫn len lỏi vào mỗi ngóc ngách trong khu vườn. Những khu vườn được chăm nom thường nằm ngay sát các đồng ruộng hay đồng cỏ, nên ta rất hay bắt gặp động vật hoang dã, trong trường hợp này là thỏ rừng. Thỏ rừng thường trốn rất kỹ nên khó mà tìm thấy chúng. Những chú hươu con có thể bị lạc vào vườn khi hàng rào không khép kín. Con người có thể dùng hàng rào để đánh dấu lãnh thổ, nhưng với động vật thì đâu đâu cũng là nhà.
con người mới có thể quyết định được cái gì có ích trong vườn của mình. Loài bọ da bị coi là loài gây hại. Chúng là mối nguy hại cho khu vườn trong những năm 1950. Nhưng giờ chẳng mấy ai còn nhìn thấy chúng. Loài bọ da chuyên ăn lá rụng. Chúng tập trung ở đầm lầy để cùng thưởng thức đồ ăn. Có hai loại bọ da ở Úc, bọ da thường và bọ da rừng. Nhưng dù là loài nào thì chúng cũng tận tâm với việc ăn uống. Bọ da sống khoảng 7 tuần tính từ khi trưởng thành. Sau khi giao phối, con cái đẻ trứng trên mặt đất. Ấu trùng phải mất 4 năm để phát triển thành nhộng và trưởng thành. Vườn sau là nơi thích hợp nhất để ngắm chim. Mọi loài chim đều được chào đón ở nơi đây. Thường thì tổ càng đẹp càng vắng chim ở. Chúng thích tự chọn nơi làm tổ hơn, như chú chim hồng tước này chẳng hạn. Chỗ này lộ quá. Dù vậy, ta thấy chú chim đất ruồi lông đốm này xây tổ ở một góc riêng. Ngoại lệ chứng minh điều luật tồn tại. Tổ ở nơi càng kín càng tốt. Chim két ưa làm tổ ở những ngọn cây tán dày. Vài thế kỷ trước, chim két còn là loài chim rất nhút nhát. Nhưng giờ đây, chúng là vua của khu vườn này. Chim két đẻ vài lứa một năm. Sau 18 ngày, chim non đã có thể bay. Và sau một tháng, chúng đã có thể sống tự lập. Chim sẻ ngô có đàn con rất đông. Trung bình, sẻ ngô đẻ từ 8 đến 12 con một lứa. Chim bố mẹ phải kiếm ăn từ sáng sớm đến tối mịt cho đàn chim non háu đói. Chúng tha sâu bướm và côn trùng về tổ cho chim con ăn. Nhờ có sự chăm sóc tận tâm của chim bố mẹ mà chim non đều nặng ngang chim trưởng thành trước khi lớn hết cỡ. Sau khoảng 22 ngày chúng sẽ rời tổ. Một cái tổ kiên cố sẽ bảo vệ lũ chim con khỏi những kẻ trộm tổ như loài rắn thần y. Những quả trứng chim họa mi này đang gặp nguy hiểm. Kích cỡ của quả trứng không làm khó con rắn mảnh mai này. Nó nuốt trọn quả trứng ngon lành. Con chim sẻ vàng này đang rất lo lắng vì nó cũng có con nhỏ. Nhưng con rắn đã bỏ đi. Nó đã ăn no rồi. Cuối cùng, chim bố cũng đã trở về. Chim bố mẹ chia sẻ đồ ăn và để dành phần ngon nhất cho lũ chim non.
Chú chim sẻ rất thích căn nhà nhỏ này. Người ta đã quên mất rằng chim sẻ là ân nhân của khu vườn. Chim sẻ non rất thích ăn ấu trùng sâu bướm. Chim sẻ non vẫn được bố mẹ cho ăn cả khi đã rời tổ, cho đến khi chúng bay đủ tốt để tìm kiếm thức ăn. Một số loài chim không ngại xây tổ gần nơi con người ở, nếu điều kiện cho phép, như chú chim gõ kiến này chẳng hạn. Ta có thể thấy tổ chim trên một cành cây khô, cách nhà người dân chỉ 10 mét. Sau khoảng 3 tuần, những chú chim sẻ ngô này đã sẵn sàng rời tổ. Chúng sẽ sớm bay đi tìm nơi trốn mới. Con người hiếm khi không tác động đến môi trường tự nhiên xung quanh mình. Họ sắp xếp và thay đổi. Họ chăm sóc những khu vườn hoang dã, nhưng ở nơi không có sâu thì không có loài chim nào sống được. Bãi đất hoang có thể trở thành bãi cỏ đẹp. Người ta trồng những loài thực vật thân thiện với côn trùng như cây cẩm quỳ. Chỉ một vài tuần sau, khu vườn đã đổi khác. Hầu như khu vườn nào cũng có một cái ao mà cả con người và động vật đều có thể sử dụng. Ao thường được tô điểm bằng hoa súng. Hoa súng bản địa châu Âu có màu trắng. Rùa mũ vua được chăm sóc cẩn thận trong nhiều khu vườn. Rùa mũ vua châu Âu vẫn thuộc nhóm động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nơi nào có ao sẽ có chuồn chuồn. Chúng nhanh chóng khai thác địa bàn kiếm ăn mới và tìm con mồi. Đó là các loài côn trùng. Cả loài ăn thịt như rùa tai đỏ Bắc Mỹ cũng được nuôi trong ao. Nhưng chuồn chuồn không có trong thực đơn của rùa tai đỏ. Bên dưới mặt nước là một thế giới hoàn toàn khác. Nhiều ấu trùng chuồn chuồn trông rất giống người ngoài hành tinh bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Và điểm chung của chúng là chúng đều là những thợ săn lành nghề. Nòng nọc là một miếng mồi ngon và chúng có rất nhiều kẻ thù trong ao.
tôm đồng Bắc Mỹ thường sống trong ao cảnh. Chúng làm sạch nước ao bằng việc ăn thực vật và xác động vật. Bờ ao là nơi ưa thích của loài rắn cỏ. Hai vệt màu sáng trên đầu là đặc điểm nhận dạng của loài rắn cỏ. Chúng vô hại với con người. Con mồi ưa thích của chúng là ếch, sa rông và các loài cá nhỏ. Ở một góc ao, một ấu trùng chuồn chuồn đang cố gắng leo lên bờ. Lên đến nơi, ấu trùng lột xác hoàn toàn. Ấu trùng đã biến thành chuồn chuồn. Ban đầu cơ thể nó rất mềm, cánh của chuồn chuồn cần được bơm khí để có thể bay lên. Phải mất vài tiếng chuồn chuồn mới có thể bay được. Chuồn chuồn bỏ lại lớp vỏ ấu trùng rỗng. Nhưng không phải chuyến bay nào cũng thuận lợi. Chú chuồn chuồn này đã bị mắc vào lưới nhện và không thể thoát ra được nữa. Cánh cứng xanh rất thích hoa hồng. Cánh chúng sáng lấp lánh như kim loại nóng chảy. Ở Trung Âu, bọ cánh cứng xanh đang dần bị tuyệt chủng. Loài bọ này thích ăn phấn hoa hơn lá cây, nhưng món yêu thích của chúng lại là nhựa. Ấu trùng của loài bọ này sống trong gỗ mục và trong những ụ phân xanh. Chúng ăn thực vật phân hủy, góp phần quan trọng trong vòng tuần hoàn dinh dưỡng của tự nhiên. Việc biến chất thải hữu cơ thành phân bón cần sự góp sức của rất nhiều loài vật. Những chú bọ đuôi bật dù chỉ dài 1 mm nhưng cũng đang cố hết sức. Giun đất trợ giúp việc ủ phân bón và đảm bảo chất lượng đất. Giun đất là một loài côn trùng quan trọng, có thể sống tới 8 năm nếu không bị ăn thịt. Lượng nước lý tưởng cho việc ủ phân là 40-60% khối lượng của nó. Vào mùa hè, mưa rào giúp cân bằng lượng nước của ụ phân.
là nguồn sống của mọi khu vườn. Khí hậu ẩm ướt rất thích hợp cho những vị khách của chúng ta. Sen, ốc sen. Như loài ốc sen này có thể có màu vàng hoặc có sọc. Chúng không phải là loài gây hại vì chúng ăn tảo là chính. Ốc sen Burgundy là nổi tiếng hơn cả, đặc biệt với những người sành ăn. Loài sen đốm được chào đón ở mọi khu vườn vì thức ăn của chúng là trứng sen. Sen Tây Ban Nha là loài sâu bệnh đáng sợ, không có cây bắp cải nào thoát khỏi nó được. Loài sen này được đưa vào vườn trong những năm 1970. Như mọi loài động vật thân mềm khác, trứng của nó sống được qua mùa đông lạnh giá. Tất nhiên, chúng ta có thể giải quyết chúng. Loài vịt chạy Ấn Độ có nguồn gốc từ Đông Nam Á và có họ với vịt trời châu Âu. Thức ăn ưa thích của chúng là sen. Những cuộc săn không ngừng của chúng sẽ làm ấm lòng bất cứ người làm vườn nào. Mùa hè bắt đầu với những quả dâu chín mọng. Dâu thuộc họ hoa hồng. Và quả dâu vườn mà ta biết ngày nay được tạo ra vào năm 1750 nhờ kỹ thuật giao phấn. Không có loài nào thụ phấn tốt hơn ong. Điều này đã được chứng minh từ hơn 3.000 năm trước khi loài người bắt đầu nuôi chúng. Có hơn 20.000 loài ong trên thế giới và chúng hầu như sống đơn lẻ. Chỉ riêng ong mật là sống theo bầy đàn. Chúng dùng một dạng ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp. Chúng lúc lắc để nói cho những con ong khác biết phải đi đâu và đi bao xa để tìm được nguồn thức ăn tốt. Ong đục lỗ là loài sống đơn lẻ. Nó có được tên gọi này là vì thói quen đục lỗ trên gỗ để xây tổ. Vì việc này có thể phá hỏng những ngôi nhà gỗ nên chúng được coi là loài phá hoại. Con ong đục gỗ có màu xanh sáng dài khoảng 3 cm. Nó chỉ ăn phấn hoa và mật hoa. Chúng thích những cây giống như loài ong mật, nên đôi khi giữa hai loài cũng có thể xảy ra xung đột. Không có khu vườn sinh thái nào thiếu những ngôi nhà dành cho côn trùng có ích. Nguyên liệu để xây tổ cho côn trùng thường là những cành củi khô, lau sậy, hay những thứ khó tìm thấy trong tự nhiên.
loài ong thích việc trang trí nội thất. Giống như loài tò vò, tổ của loài ong cũng có nhiều ô riêng biệt. Loài ong bắp cày tha cỏ, vì chúng tha cỏ về đầy tổ nên có tên gọi như vậy, thường được tìm thấy trong vườn. Loài ong này nuôi con mình ở trong những bụi cây lau sậy rỗng. Loài ong Gasteroptidae và ong Apocritan đều phụ thuộc vào công trình nhân tạo. Chúng cần những thân cây rỗng, bùn và vữa để xây tổ. Đó là nơi ấu trùng trưởng thành. Các phòng đều được bảo vệ rất cẩn thận. Những khách không mời mà đến sẽ bị cưỡng chế đẩy ra ngoài. Trời nóng báo hiệu mùa ruồi xanh đã đến. Chúng dùng vòi của mình để hút nhựa cây. Gần đó, một vài con bọ rùa đang giao phối. Đối với chúng, khu vực này là một nhà hàng khổng lồ. Ruồi xanh là một miếng mồi thơm ngon khó bỏ qua. Bọ rùa là một trong những thiên địch của ruồi xanh. Chúng ngấu nghiến hàng nghìn con sâu bệnh nhỏ trong suốt một mùa. Phàm ăn hơn cả là ấu trùng bọ rùa. Chúng là những cỗ máy nhai không biết mệt mỏi. Chúng ngấu nghiến hết con ruồi này đến con ruồi khác mà không ngừng nghỉ. Vậy, đội quân sâu bệnh đáng sợ của khu vườn dường như không bao giờ giảm. Một số cây mà chúng ta tưởng là cỏ dại lại rất quan trọng với những khu vườn. Như cây tầm ma chẳng hạn. Ai mà chưa từng gặp những chiếc lá nhọn của chúng chứ? Nhưng ấu trùng bướm, giống bướm công, lại rất thích tầm ma. Hơn 20 loại sâu bướm khác nhau lấy cây tầm ma làm thức ăn. Ấu trùng bướm đêm diều hâu là một kẻ sành ăn thực thụ. Chúng chỉ ăn cây đại kích nên cả kẻ thù của ấu trùng cũng không ăn nổi chúng. Loài bướm chim ruồi có thể bay như chim ruồi và hút mật hoa bằng chiếc vòi dài của nó. Trong vườn, dàn diễn viên thay đổi lúc chạng vạng. Đã đến lúc chuột trù thức dậy. Mm-hmm.
Dù là chuột, nhưng chúng không giống những họ hàng gần của chúng, mà giống như nhím, chúng là loài ăn sâu bọ. Chuột chù chỉ dài khoảng 6 cm, nhưng chúng không nên bị đánh giá thấp. Chúng là những kẻ đi săn đáng sợ, những con sói trong lốt loài gặm nhấm. Chuột chù là loài ăn thịt, nước bọt của chúng có độc. Chúng ăn dế, bọ cánh cứng và bất cứ con mồi nào nhỏ hơn chúng. Buổi tối trong vườn thật bình yên. Bên ao, những con ếch bắt đầu kêu. Tuy chúng chỉ dài có 5 cm, nhưng ta có thể nghe thấy chúng từ xa hàng dặm. Ở đâu có nước, ở đó sẽ có muỗi. Vòng đời của muỗi diễn ra trong nước. Sau vài ngày hoặc vài tuần, tùy vào nhiệt độ nước, muỗi thoát khỏi lớp vỏ nhộng và lên bờ. Để sinh sản, con cái cần một loại thức ăn đặc biệt, đó là máu. Muỗi luôn bị thu hút về phía ánh sáng. Nhưng chỉ dựa vào thân nhiệt và hơi thở, chúng cũng có thể tìm thấy con người trong bóng tối. Những kẻ hút máu này là nguyên nhân lây truyền dịch bệnh nghiêm trọng ở các nước nhiệt đới. Còn ở những khu vườn châu Âu, vết cắn của chúng chỉ là một vấn đề nhỏ. Rơi là loài vật sống về đêm. Chúng là những kẻ săn côn trùng tận tâm. Ngày nay, hầu hết các loài rơi bản địa đều đang gặp nguy hiểm. Chúng không có những khoảng trống phù hợp để ngủ ngày và ngủ đông. Ban đêm, chuột sóc cũng ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Loài chuột sóc khá nhút nhát và rất cảnh giác. Con cú con màu hung này không có vẻ gì nguy hiểm. Những con chồn ức bạc này lại không hề đáng tin. Nhưng những con chồn con này có vẻ thích chơi đùa hơn là đi săn. Chuột sóc có cơ thể dài khoảng 15 cm và thuộc họ gặm nhấm. Những thứ trồng trong vườn chính là những thức ăn ưa thích của chúng. Một con nhím cái đã sinh con trong tổ của mình. Lúc đầu, nhím con hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Khi những trái mơ đã chín mọc, thì thời điểm nửa năm đã trôi qua.
Những quả mơ mỏng vỏ rất dễ bị thâm do sự lên men của lượng đường bên trong. Chính vì thế mà bọ vừng rất thích chúng. Bọ vừng hút nước từ quả mơ bằng chiếc lưỡi dài trông như bàn chải. Bọ vừng đực có thể dài đến 10 cm. Chúng là loài bọ vừng châu Âu có kích thước lớn nhất. Loài côn trùng to lớn này chỉ bay lượn được trong vòng mùa hè. Chúng sẽ không sống quá 8 tuần. Giữa mùa hạ, dù cho ngày đã ngắn dần đi, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng đến 10 giờ đồng hồ. Trong giai đoạn thời tiết nóng ẩm, mặt đất nóng lên khủng khiếp. Không khí bắt đầu xuất hiện ánh sáng lấp lánh khi nhiệt độ đạt tới 30 độ C. Những bức tường đá cũ và vùng núi đá có chức năng trữ nhiệt. Chúng tạo ra một vùng khí hậu riêng biệt, kích thích sự tăng trưởng của những loài thực vật đặc biệt và tự thu hút một hệ động vật sống của riêng mình. Những khu vực nhân tạo khô hạn này đã tồn tại vài thế kỷ. Chúng đã tạo ra những loại hình vườn đặc biệt. Ta có thể kể ở đây là những khu vườn trồng nho. Đêm đến, những bức tường đá tỏa nhiệt. Khí hậu dễ chịu tạm thời này giúp cho cây nho phát triển mạnh. Ngày nay, những bức tường đá trở nên quan trọng với các khu vườn cũng như đối với các vườn trồng nho. Chúng chính là ngôi nhà của những loài cây đặc biệt. Những vùng khí hậu nóng bức rất thích hợp cho loài kỳ nhông xanh. Loài bò sát dài 30 cm này chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong môi trường với nhiệt độ từ 30 độ C trở lên. Thức ăn của chúng chủ yếu là côn trùng, nhện và các loại ốc sên. Nhưng các loại quả mọng cũng là một phần trong khẩu phần ăn của chúng. Màu xanh sặc sỡ của chúng đậm dần lên trong những năm đầu đời. Phía dưới những loài hoa lộng lẫy, trên những bức tường đá có rất nhiều loài địa y mà ta thường không chú ý tới. Những loài địa y này có thể sống đến hàng thế kỷ. Một loài đặc biệt hiếm có đó là hoa cẩm chướng. Đây là một giống loài cần được bảo tồn. Trong một khu vườn truyền thống, quả mọng chính là dấu hiệu của cuối hạ. Đây là thời điểm để thu hoạch phúc bồn tử đen và việt quất. Mùa thu hoạch hoa màu đã bắt đầu từ vài tuần trước. Các loại rau củ để nấu và rau củ làm salad chín vào những thời điểm khác nhau. Thậm chí vào cuối tháng 8, chúng ta có thể thấy cả những chú chim non trong vườn. Một vài loài chim sinh sản 2 lần một năm khi trời đã vào thu. Loài chim đuôi đỏ thậm chí sinh 3 lứa trong một mùa. Chúng thích làm tổ trong những cái lỗ trên thân cây. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy hốc cây nào, nó cũng sẵn sàng sử dụng một chiếc tổ nhân tạo. Trong một nhà kho bên cạnh, những con ong bắp cày đã xây một chiếc tổ.
chúng luôn bị cho là đáng sợ. Tuy nhiên, chúng lại không đáng với tiếng xấu này. Chúng không hề hung dữ. Chúng xây nên những chiếc tổ rất công phu trong những khu vườn nhà và gác xép. Những chiếc tổ giống như được làm từ bìa cứng này lại được làm từ vụn gỗ. Chiếc tổ được chỉnh sửa và mở rộng liên tục. Mỗi năm, ong bắp cày lại xây dựng một căn cứ có thể chứa đến 700 cá thể. Vào mùa thu, ưu tiên hàng đầu chính là chăm sóc cho những ấu trùng do ông chúa sinh ra. Ấu trùng phải một mình sống sót qua mùa đông. Ong thợ thường chết khi đợt sương giá đầu tiên đến. Miễn là tổ của mình không bị làm phiền, ong bắp cày là những người hàng xóm dễ tính. Mùa thu, mùa thu hoạch táo và lê. Trái cây rơi xuống từ những cành cây sai chĩu quả, khiến cho mặt đất dưới gốc cây trở thành nơi nguy hiểm cho những động vật ăn cỏ. Đã từng có ý kiến cho rằng nhím mang hoa quả về tổ của mình, nhưng đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học chứng minh điều đó. Khu vườn vào mùa thu được biết đến không chỉ bởi màu sắc và những loại hoa quả, mà còn bởi những âm thanh của nó. Cứ khi nghe thấy tiếng châu chấu kêu thì khu vườn cũng bước vào thời kỳ cuối năm. Ngày trở nên ngắn hơn, với ít ánh sáng tự nhiên hơn, cây cối dần mất đi chất diệp lục. Một trong những loài hoa nở cuối cùng chính là nghệ tây dại. Nó trở thành ngân hàng phấn hoa cho những loài côn trùng cho đến tận qua tháng 10 khi những chiếc lá đã rụng khỏi cây từ lâu. Vùng đồng quê bị bao phủ bởi sương mù dày đặc ở các thung lũng. Nhiều loài côn trùng đã đến giai đoạn cuối của vòng đời, nhưng trong tự nhiên không có gì là lãng phí. Kiến sẽ ăn hết những gì còn sót lại. Màn đêm buông xuống mang đến đợt sương giá đầu tiên. Ngay khi ngày chuyển lạnh, những hốc cây đã được biến thành nơi cư trú. Những con chuột sóc này sẽ ở lại đây trong vòng 6 tháng tới. Tỷ lệ tuần hoàn và trao đổi chất của chúng sẽ chậm lại hơn bao giờ hết cho đến khi
những con chim chưa di cư đến những nơi ấm áp hơn lại một lần nữa tụ tập đến đây để kiếm ăn. Chúng đang chờ đợi, đợi mùa xuân và ánh nắng ấm áp của mặt trời, và một lần nữa biến khu vườn thân yêu của chúng thành một thiên đường.